Công Phượng đón sinh nhật sớm tại câu lạc bộ Yokohama. Ngày 17 tháng 1, câu lạc bộ Yokohama tổ chức mừng sinh nhật các thành viên sinh tháng 1, trong đó có tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Công Phượng tròn 28 tuổi vào ngày 21 tháng 1 tới. Hôm 17 tháng 1, chân sút gốc Nghệ An được câu lạc bộ Yokohama tổ chức mừng sinh nhật sớm cùng 3 thành viên khác của đội bóng cũng có ngày sinh trong tháng. Fanpage của Yokohama đăng tải một số hình ảnh của Công Phượng trong bữa tiệc, đồng thời gửi lời chúc tới anh và 3 thành viên còn lại. Công Phượng đến Nhật Bản ra mắt câu lạc bộ Yokohama hôm 6 tháng 1. Tiền đạo Việt Nam thích nghi nhanh sau chưa đầy một tháng ở xứ sở Hoa Anh Đào. Cách đây ít hôm, Công Phượng được ra sân thử sức trong trận bóng giao hữu của câu lạc bộ Yokohama với Đại học Okinawa. Câu lạc bộ Yokohama vừa kết thúc đợt tập huấn tại Trung tâm Thể thao Tổng hợp Kỳ Iotech ở Miyazaki. Đội bóng sau đó tiếp tục di chuyển tới thành phố Nikinan, tập luyện ở đây tới ngày 4 tháng 2 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Song song với việc tập luyện, Công Phượng đang tích cực học tiếng Nhật để hòa nhập tốt hơn tại câu lạc bộ. Công Phượng ký hợp đồng 2 năm với Yokohama theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Đây là lần thứ 2 tiền đạo xứ Nghệ sang Nhật Bản thi đấu. Trước đó, năm 2016, anh từng khoác áo Mito Holy Hope ở G-League 2 theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai nhưng chỉ ra sân 5 lần và không ghi được bàn thắng nào. Yokohama FC được thành lập năm 1998, có sân nhà là Mitsuzawa, sức chứa hơn 15.000 khán giả. Trước Công Phượng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh từng thi đấu cho đội bóng này tại G-League 2 mùa giải 2016. Yokohama về nhì tại G-League 2 mùa trước và giành quyền lên hạng G-League 1 mùa giải này. Công Phượng và đồng đội sẽ mở màn G-League 1 mùa giải 2023 bằng trận tiếp đón Nagoya Grampus trên sân nhà vào ngày 18 tháng 2. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.